A Di Đà Phật, kính bạch thầy, chồng con là liệt sĩ nhưng chưa tìm thấy mộ, con đã đăng ký nhập tháp cho chồng của con rồi ạ. Bạch thầy, vì chưa tìm thấy mộ thì bây giờ khi đặt vào tháp thì con nên đặt ảnh hay đặt bia đá trong tháp ạ? Cái trường hợp này thì ảnh cũng được mà bia đá cũng được. Cốt là ở gì? Ở cái tâm. Và quan trọng nhất là gì? Cầu nguyện chư tăng cũng như bản thân mình và chư tăng gì? Cầu siêu độ cho vong linh của chồng mình là liệt sĩ đó sớm được gì? Sớm được vãng sinh hoặc sớm được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi người, cõi trời. Các vị thấy trong các pháp hội, kể cả pháp hội Địa Tạng hay đặc biệt như pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm này, các vị thấy thầy có quên không? Có quên các vị không? Đầu tiên là hồi hướng cho gia tiên cửu hiền thất tổ chúng ta này, sau đến là các Phật tử đã quá vãng an trí nhục tân tại gì? Tại tháp gì? Tháp Báo Ân. Xong rồi đến gì? Các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ dần vong, những người có công với đất nước. Rồi đến các thai nhi sút sảo, hoạnh tử uổng tử, tức là những thai nhi bị bỏ, bị phá đó. Rồi đến những gì? Đến vong linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo có duyên với Phật đều gì? Đều hồi hướng cho họ. Nhân đến những gì? Kẻ thù, những oan gia trái chủ, chủ nợ của chúng ta đều gì? Đều được hồi hướng mà. Đó. Cho nên á, điều quan trọng là gì? Hồi hướng để siêu độ cho họ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành an vui là tốt nhất. Cái mục đích xây tháp báo ân, nhập tháp báo ân không phải là để cho các vị ở đây đâu, ở mãi đây đâu, mà đấy chỉ là cái phương tiện cho các quý vị người chưa được siêu. Thì nếu mà gì, chúng ta ra ngoài bãi nghĩa địa sống gì với cuộc sống giống như ở đời thường chúng ta vậy, sống ở trong chùa chúng ta thấy gì? Nó thanh tịnh hẳn. Mà sống ở ngoài đời thường đương nhiên chúng ta phải bon chen mới gì mới trụ được. Và chúng ta mất đi rồi thì vào trong gì? Ở trong đó tâm chúng ta thanh tịnh tu tập cùng với chư tăng, ngày nghe pháp đêm tu, hoặc là vừa tu vừa nghe pháp cùng với thời khóa chư tăng, khiến cho thần thức chúng ta cũng dễ được đi siêu thoát lắm. Và một cái điều nữa là quan trọng là độ được cho người thân chúng ta, như lúc nãy tôi nói đó. Đó. Thế cho nên ở đây lợi cả đôi đường, âm dương lưỡng lợi, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Đủ duyên mới làm được, không đủ duyên không làm được.